Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi nhận có 25 ca COVID-19 tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, phường 12, quận 5. Trong số này có 17 bệnh nhân và 8 thân nhân đều thuộc khu B, nơi đang điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc và HIV. Theo nguồn tin, các ca bệnh này đều nằm riêng biệt bên khu điều trị bệnh nhân lao và HIV, không liên quan đến khu đang điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Về đánh giá nguồn lây, nguồn tin này cho biết có thể xuất phát từ bên ngoài vào thông qua một người nuôi bệnh mắc COVID-19 trú tại Bình Tân, địa phương đang có nhiều ổ dịch. Hiện tại, giải pháp tạm thời là Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sẽ ngưng tiếp nhận bệnh nhân vào thăm, khám điều trị tại khu B. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là nơi được Sở Y tế TP.HCM chọn chuyển đổi theo mô hình tách đôi bệnh viện. Theo đó, một nửa bệnh viện quy mô 500 giường chuyên tiếp nhận điều trị các trường hợp mắc COVID-19 nặng có suy hô hấp, nửa còn lại tiếp nhận điều trị bệnh nhân lao, HIV. Lãnh đạo ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện HCDC đang tiến hành rà soát lại,